Thực trạng viết sai chính tả đang là mối quan tâm của nhiều người, của cộng đồng xã hội trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Người miền Nam do cách phát âm hoặc ít hoặc nhiều không phân biệt được một số phụ âm, nên trong tiết học hôm nay, cô và các em cùng nhận biết nguyên nhân và khắc phục lỗi sai chính tả địa phương Nam Bộ nhé. Về mục tiêu cần đạt của bài này, các em phải nhận thức được thực trạng sai chính tả hiện nay đang là không thể chấp nhận được trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Các em phải tìm hiểu nguyên nhân, lý do tại sao người Nam Bộ hay phát âm và viết sai chính tả. Sau đó, cần khắc phục và sửa chữa những sai sót sau khi tìm ra nguyên nhân người Nam Bộ phát âm và viết sai chính tả. Để bước vào bài học một cách hào hứng, cô và các em cùng tham gia cuộc thi Rung Chuông Vàng nhé! Các em sẽ chọn câu trả lời đúng nhất để tham gia cuộc thi bắt đầu một bài học sửa lỗi chính tả địa phương Nam Bộ. Ta bước vào câu hỏi thứ nhất. Tìm một từ ngữ có nghĩa đúng nhất diễn đạt thay thế cho từ dùng trong câu sau. Tôi mới dùng cái quạt này được vài tháng. Câu A. Sử dụng. B. Sử dụng. Câu C. Trưng dụng. Và câu D là gia dụng. Các em có 5 giây để chúng ta tìm hiểu từ ngữ có nghĩa đúng nhất nhé. Năm giây đã kết thúc. Bây giờ chúng ta xem đó là từ ngữ nào. À, đó là câu B, từ ngữ sử dụng. Có bạn nào tìm sai hay không? Ta sang câu hỏi thứ hai các em nhé. Câu hỏi thứ hai. Từ ngữ nào là từ được viết đúng về loại đậu trong hình như sau? Đậu que. B. Đậu cô que. C. Đậu cô ve. Và D là đậu ve. Các em có 5 giây để tìm từ ngữ đúng. À, 5 giây hết rồi. Vậy theo các em, chúng ta sẽ chọn câu nào? Ta chọn câu C, đậu cô ve. Sang câu hỏi thứ ba các em nhé. Phát hiện từ viết sai chính tả trong đoạn văn sau. Bài Tâm tư trong tù, Tố Hữu đã viết: tuy bị giam cầm trong bốn bức tường nhà giam của thực dân Pháp, nhưng Tố Hữu không những nghe âm thanh của sự sống bên ngoài bằng đôi tai mà còn nghe bằng cả tâm hồn nhạy cảm. Câu A. Từ đôi tay. B. Sự sống. C. Nhạy cảm. Và D là giam cầm. Ta có 5 giây bắt đầu. Vậy các em tìm ra từ nào? Đáp án như sau, đó là câu C, nhạy cảm. Ta sang câu hỏi thứ tư. Từ miên man viết thành miên man, dây lạc thành dây lạc. Dây lạc là loại dây để gói bánh tét, bánh chưng đó các em. Đường tắt thành đường tắt. Theo em, cách viết sai chính tả này nguyên nhân vì lẫn lộn bởi: A. Âm đầu. B. Vần cuối. C. Vần đầu. Và D là âm cuối. Ta có 5 giây nha. Nguyên nhân nào các em? Rồi ta xem. À, đó là
cách viết sai chính tả này lẫn lộn bởi sai âm cuối. Ta sang câu hỏi thứ 5. Những từ ngữ sau: vẻ bàn, rõ ràng, rõ rệt, biển rịn, nặng nề là những từ lái được phối âm dấu ngã, dấu hỏi theo định luật phối hợp nào? Định luật phối hợp dấu: câu A, hỏi sắc ngàn; B, ngang huyền sắc; C, huyền ngã nặng. Và định luật phối giữa dấu nặng hỏi huyền. Ta có 5 giây nha các em. 3, 2, 1. Hết giờ. Vậy theo các em, ta phối theo định luật dấu huyền, ngã và nặng. Ta sang câu hỏi thứ 6. Những từ ngữ sau: bỏ bê, hí hửng, lè lói, rã rít, lỉnh kỉnh là những từ lái được phối âm dấu ngã, dấu hỏi theo định luật phối hợp nào? A, hỏi sắc ngang; B, ngang huyền sắc; C, huyền ngã nặng; và D là nặng hỏi huyền. Ta tiếp tục, có 5 giây nha. Các em đã tìm ra chưa? Để chúng ta tìm nha. Đó là câu A, theo định luật hỏi sắc và ngàn. Ta sang câu hỏi thứ 7. Người miền nào ở nước ta thường phát âm lẫn lộn giữa các chữ có âm đầu như CH thành TR, X thành S, D, V, Z. Ví dụ, từ cầu tre phát âm thành cầu chè, nên viết sai luôn thành cầu chè. Hoặc là từ vội vàng thì phát âm thành vội vàng. Trăng rằm thì thành trăng rằm. Để các em xem nha. A, miền Nam. B, người miền Bắc. C, người miền Bắc Trung Bộ. Và D là người miền Trung. Rồi, người miền nào các em? Chúng ta có 5 giây. Thời gian đã hết. Rồi, chúng ta xem người miền nào các em? Đó là người miền Nam của chúng ta đây. Thấy đó, lỗi sai chính tả trong cách nói, cách viết của người Nam Bộ thật là nhiều, phải không các em? Bây giờ chúng ta sẽ có một trò chơi mới. Đó là các em phải phát hiện nhanh những lỗi sai chính tả có trong những bức ảnh sau. Bức ảnh thứ nhất, các em quan sát nha. Bức ảnh thứ hai. Bức ảnh thứ ba. Bức ảnh thứ tư. Và bức ảnh cuối cùng. Rồi, các em phát hiện nhanh những lỗi sai chính tả trong bức ảnh này nha. Vậy các em đã phát hiện ra những lỗi sai trong các bức hình chưa? Bức hình thứ nhất, chúng ta thấy có từ sảy. Đây là từ lẫn lộn bởi phụ âm đầu. Là phụ âm nào các em? X và S. Ta phải sửa lại là xảy ra tai nạn. Bức ảnh thứ hai, các em xem từ nào? Từ giữa xe lẫn lộn phụ âm đầu D và R, phải sửa lại thành rửa xe.
bức ảnh thứ ba. Ta thấy bức ảnh này có hai bảng được nha các em. Thứ nhất, các em nhìn vào từ mái lẫn lộn nguyên âm cuối, đó là nguyên âm y ngắn và nguyên âm y dài, ta phải sửa lại là máy ép mía. Bức ảnh thứ hai, các em nhìn xem, các em cũng phát hiện được đó, đó là từ sữa đậu lành, ta phải sửa lại là từ nào? Sữa đậu nành, có nghĩa là phát âm lẫn lộn giữa của âm đầu L và N, N. Bức ảnh tiếp theo, ta cũng thấy có hai bức ảnh, các em nhìn thêm. Ở dưới nè, ta thấy bức ảnh nhận, giữ, trẻ, lẫn lộn dấu câu, đó là dấu hỏi lẫn thành dấu, dấu ngã, ta sửa lại thành giữ trẻ. Ở phía trên ta thấy bảng ghi là sôi thịt, ta thấy ngay cũng lẫn lộn giữa phụ âm đầu là sơ và sờ. Bức ảnh tiếp theo, đó các em thấy không, cũng bị lẫn lộn phụ âm đầu sơ và sờ. Các em thân mến, qua cuộc vui rung chuông vàng và phát hiện nhanh những lỗi sai chính tả qua các bức ảnh, chúng ta cùng tổng kết lại xem lỗi của người miền Nam thường đọc sai, viết sai chính tả. Cô thấy nguyên nhân thứ nhất là do lẫn lộn các chữ ghi âm đầu, như chờ thành trờ, sơ thành sờ, đơ thành vờ, và có khi thành gì nữa. Rồi chúng ta thấy tiếp tục nè, nguyên nhân nữa đó là các âm cuối thường phát âm sai hoặc là nhầm lẫn, như an àng, an àng, đó các em thấy quan sát trên bảng. Một nguyên nhân nữa đó là do nhầm lẫn, không phân biệt được hai thanh hỏi và thanh ngã. Rồi, do không nắm được và không hiểu được nghĩa của từ ngữ đang sử dụng. Một nguyên nhân cô thấy rất nhiều, đó là do các bạn ít đọc sách nè. Hiện nay, đa số các bạn học sinh, kể cả sinh viên luôn hoặc người lớn luôn, vẫn thường ít thích xem truyện, xem sách, mà lại thường xem truyện tranh như là truyện Doraemon, như là Conan, vân vân. Một nguyên nhân nữa, các em biết không, đó chính là do chúng ta không có chú trọng sửa lỗi chính tả trong nhà trường. Chỉ có môn văn còn chú trọng đến việc sửa lỗi chính tả, trong khi các môn khác như môn toán, môn lý, vân vân thì lại ít chú trọng đến việc quan tâm xem các em viết sai lỗi chính tả như thế nào. Một nguyên nhân nữa, một số bộ phận không nhỏ các em học sinh hiện nay còn lười học, không chịu suy tư, không chịu suy nghĩ trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, vì các em đã có sẵn bài mẫu, có sẵn sách mẫu, và đôi khi các em không cần quan tâm đến việc tiếng Việt có ảnh hưởng như thế nào nếu chúng ta viết sai chính tả và sai nghĩa của nó hay không. Các em biết không, thực trạng viết sai chính tả, hiểu sai như vậy là một thực trạng đáng lo ngại. Nó làm cho tiếng Việt vốn trong sáng sâu sắc bây giờ trở nên tối nghĩa, sai nghĩa khi sử dụng. Đồng thời, việc viết sai chính tả đã làm nghèo đi sự phong phú, giàu có, vốn có của tiếng Việt. Cho nên, chúng ta sẽ có một số biện pháp khắc phục như sau. Thứ nhất, các em phải luyện phát âm đúng. Thứ hai, các em cần sử dụng mẹo luật chính tả. Ví dụ, mẹo nhớ cách sử dụng dấu hỏi, dấu ngã khi viết các từ lấy. Em Huyền mang nặng ngã đâu? Anh Ngang sắc thuốc hỏi đâu chỗ nào? Ví dụ, từ lấy ngỡ ngàng,
Thanh Ngã sẽ đi với Thanh Huyền, bởi vì em Huyền mang nặng ngã đau. Thanh Hỏi sẽ đi chung với Thanh Ngang, anh Ngang sắc thuốc hỏi đau chỗ nào. Như vậy đây là mẹo nhớ. Cách sử dụng dấu hỏi, dấu ngã khi viết các từ lấy, các em chú ý sẽ không viết sai đâu nhé. Bước thứ 3, các em cần rèn luyện thói quen niềm say mê đọc sách. Bởi vì chỉ có đọc sách nhiều, các em mới hiểu được nghĩa. Và khi hiểu được nghĩa của từ thì các em sẽ không còn viết sai nữa. Bước thứ 4, các em cần có thói quen sử dụng các loại sách công cụ như sách từ điển tiếng Việt, từ điển từ và ngữ Hán Việt. Các em biết không, vì tiếng Việt của chúng ta có tới gần 70% là từ ngữ Hán Việt, cho nên chúng ta cần sử dụng từ điển Hán Việt, từ điển từ và ngữ tiếng Việt các em nhé. Cô hy vọng với một số biện pháp khắc phục về cách viết sai lỗi chính tả, các em sẽ sử dụng các biện pháp này các em nhé. Bây giờ là phần ghi vào vở. Các em phải ghi vào vở thật là đầy đủ và chính xác nha các em. Bài học đến đây là hết. Cảm ơn các em đã theo dõi bài học của cô. Hẹn các em ở một bài học mới. Chúc các em có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều niềm vui để đón chờ các bài học tiếp các em nhé.